ăn 100 chiếc đùi gà. Có hai vợ chồng nhà nghèo hiếm muộn, mãi mới sinh được một mụn con trai. Cậu bé sinh ra khỏe mạnh và lớn nhanh như thổi. Nhưng càng lớn, chàng càng ăn rất tợn. Nồi kia, chảo nọ nấu lên bao nhiêu cũng không đủ. Hai vợ chồng cố sức làm lụng để nuôi con, nhưng nuôi không nổi. Mình à, con trai của chúng ta càng ngày càng ăn nhiều, cứ đà này á thì chúng ta làm sao nuôi nổi nó đây? Xưa chúng ta cầu xin khắp nơi mới sinh được ra nó, giờ tôi lại cầu xin ông bà tổ tiên phù hộ cho tôi có sức làm lụng để nuôi được nó thôi, chứ biết làm sao. À, tôi nhớ ra rồi. Con trai ơi, vào đây cha có điều muốn nói nè. Dạ, cha dạy con gì ạ? À? Ta chợt nhớ ra, ngày xưa có một người bên nước láng giềng bị lạc đường sang nước ta. Ông nội của con đã cứu mang người đó. Thương tình người đó không có tiền trở về nước, ông nội của con đã cho vay toàn bộ số tiền mà ông tích góp được cả đời. Người đó hứa sau này về nước sẽ trả lại cho ông gấp 100 lần số vàng đó. Vậy sao người đó có trả không cha? Người đó chính là hoàng tử của nước láng giềng. Sau này ông ta được lên làm vua và đã nuốt lời hứa. Ông của con có sang đòi vài lần nhưng đều bị đuổi về. Vậy thì không được, cha hãy để con đi đòi. Cha cũng tính như thế, nhưng đường đi thì xa, chẳng biết con đi có được việc hay không, hay lại thêm họa vào người. Cha đừng có lo, con lớn rồi, giờ cũng phải làm một việc gì đó cho gia đình mình chứ. Cha mẹ thì cũng già, không thể nuôi con mãi được. Nói là làm. Ngay ngày hôm sau, chàng trai xách tay nải lên đường. Chàng cứ dọc bờ biển đi lần về phương Bắc. Một hôm, đến một xứ kia. Anh đang làm gì đấy? Tôi đang tắt nước biển, anh không thấy sao? Sức khỏe của anh thật là phi thường. Công việc từ nhỏ của tôi là tắt nước thuê, nên dần luyện được sức khỏe hơn người như thế. Công việc vất vả quá, hay là anh hãy đi theo tôi? Hả? Đi theo anh làm gì cơ? Tôi sang đó đòi nợ. Nhà vua nước láng giềng nợ gia đình tôi một số tiền lớn. Nếu chúng ta cùng đòi được nợ thì tôi sẽ chia phần cho anh. Ở tôi từ bé đã chẳng có gia đình, làm thuê hết nhà nọ đến nhà kia để kiếm sống. Nghe anh rủ vậy tôi cũng thấy hấp dẫn. Chúng ta cùng đi nha. Vậy thì hãy kết nghĩa anh em với tôi đi. Được, vậy chúng ta là người một nhà. Vậy là hôm sau, chàng trai cùng người có khả năng tác biển lên đường. Họ đi 3 ngày 3 đêm thì tới một cánh rừng. Từ xa, họ đã nhìn thấy một người thanh niên khác đang ngồi trên một cây lớn đã bị đổ. Ồ, anh hạ được cái cây to thế này sao? Phải rồi, chuyện nhỏ thôi mà. Tôi làm nghề đốn củi nên ngày nào cũng phải làm. Anh đốn củi thì được bao nhiêu tiền chứ? Hãy theo tôi đi đòi nợ vua nước láng giềng. Được tiền rồi chúng ta cùng nhau chia. Vua nước láng giềng vay tiền thì chắc hẳn nhiều lắm. Tôi vốn không có gia đình anh em, lang thang nay đây mai đó. Hay chúng ta kết nghĩa anh em và lên đường đi. Vậy là cả 3 người lại lên đường. Đi 10 ngày thì họ tới một cánh rừng khác. Làm sao anh có thể vác cả một túi than lớn như vậy trên lưng được nhỉ? Trời sắp tối rồi, anh có thể bán cho chúng tôi một ít than làm lửa đốt cho ấm được không? Chúng tôi muốn ngủ lại ở đây đêm nay. Ở rừng này nhiều thú dữ lắm, các anh có vẻ là người tử tế. Hãy về nhà tôi ở tạm tối nay, mai đi đâu hãy đi. Vậy có sợ làm phiền gia đình anh không? Tôi sống một mình bằng nghề đốt than, nhà nghèo chẳng có gì, mời các anh về nghỉ tạm. Chúng tôi đang đi sang nước láng giềng đòi nợ, hay là anh đi với chúng tôi? Thế thì đi, tôi chẳng ngại gì cả. Vậy là cả 4 người bọn họ cùng kết nghĩa anh em và lên đường. Chẳng bao lâu, họ đã tới kinh thành của nước láng giềng. Những người la mặt kia, các người định đi đâu? Chúng tôi đi đòi nợ. Ngày xưa nhà vua từng vay của ông tôi một số tiền vàng và hứa sẽ trả gấp 100 lần. Chúng tôi quyết đòi hết mới về. Tưởng rằng chúng đã quên món nợ năm xưa, vậy mà giờ lại tới đòi. Ta không thể trả chúng một số tiền vàng lớn như vậy được. Hay mở tiệc thết đãi chúng một bữa, rồi tìm cách giết chúng đi.
Vâng thưa bệ hạ, cho bọn chúng ăn xong, thần sẽ mời chúng đi dạo trên con thuyền rồng để ngắm cảnh và... Ôi trời ơi, thuyền của chúng ta đang chìm dần. Có ai cứu chúng tôi với? Đừng lo, có tôi đây rồi. Tôi có khả năng tác cả biển. Có chút nước này thì đáng gì với tôi chứ. May quá, không có anh chúng ta đã chết chìm rồi. Quân đâu? Giết chết bọn chúng cho ta. Đừng sợ, có tôi đây rồi. Anh ấy thật tài năng, chỉ một nhoáng mà cả cây cổ thụ đã bị đốn rạp rồi. Ôi trời ơi, phải làm sao đây? Thưa bệ hạ, hay thôi bệ hạ hãy trả quách đi cho xong. Số tiền tuy cũng nhiều, nhưng đối với ngân khố quốc gia thì cũng đáng là bao. Dù không đáng là bao so với ngân khố, nhưng ta cũng tiếc. Bệ hạ đừng lo, bệ hạ hãy ra lệnh cấm dân trong vùng không ai được gánh thuê cho chúng số tiền vàng đó. Chúng sẽ không thể mang hết được về. Vậy là chúng chỉ có thể mang một phần nhỏ về thôi ạ. Đúng thế, hãy mang tiền vàng ra trả bọn chúng đi. Hả? Chúng ta làm sao có thể mang về hết được cơ chứ? Đã có tôi, từ nhỏ tôi đã phát than, bao lớn bao nhỏ, chỗ này có xá gì? Hồi đó ta cứ nghĩ vay xong thì có thể quỵt được dễ dàng, nên đã mạnh miệng tuyên bố sẽ trả gấp 100 lần. Ai dè. Vậy là chàng trai cùng 3 người anh em kết nghĩa trở về nhà. Họ xây lại ngôi nhà mới và cùng sống chung như những người anh em ruột thịt. Cha mẹ của chàng trai cũng vô cùng hạnh phúc khi họ có thêm những người con là những chàng trai khỏe mạnh, tài năng và tốt bụng. Cơm thịt, cơm rau. Cái bà này đi chợ từ sớm mà giờ này còn chưa về, lê mê thật đấy. Đây, tôi về rồi đây. Có việc gì mà vội mà nhắc tôi thế? À, bà về rồi à? Có việc gì đâu. Thế bà có nhớ mua ít phổi cho con mít không đấy? Thức ăn cho cả nhà thì có thể quên, chứ thức ăn cho con mít của ông á thì tôi không dám quên. Mà ông cũng phải luyện cho nó dần đi chứ. Cứ thế này thì bao nhiêu tiền đổ vào nó cho vừa. Cái kiểu ở đâu lại con nhà lính tính nhà quan thế chứ? Bà lại nói cái giọng ấy rồi. Thì đành là nó khảnh ăn. Nhưng bà thấy đấy, bao nhiêu lần tôi thử cho nó ăn cơm canh rau rồi, nó có thèm động đến đâu. Không lẽ để cho mít của ông chết đói à? Ăn đi mít. Mấy ngày sau. Những gì tôi dặn bà nhớ kỹ cả chưa? Tôi về thăm quê đợt này phải mất đến 1 tuần cơ đấy. Khổ quá, ông cứ yên tâm mà đi đi, tôi nhớ hết rồi. Tôi cứ phải dặn lại lần nữa cho bà nhớ thật kỹ này. Ngày nào cũng phải mua phổi về cho con mít ăn. Ngày ăn 3 bữa phải đúng giờ giấc. Cho nó ăn muộn tội nghiệp nó ra. Chạng vạng tối nhớ phải xích nó vào hiên nhà. Tôi về mà nó gầy xộp đi thì bà đừng có trách tôi đấy nhé. Ôi, biết rồi, khổ lắm, nói mãi à. Ông mà không nhanh là lỡ mất chuyến đò sáng đấy. Ông đi vài hôm rồi về ngay, ở nhà ngoan nhé mít. Bà nhớ nha, con mít nó không ăn gì ngoài phổi đâu. Khổ quá, tôi nhớ rồi, ông đi mau giùm đi. Ăn đi, nhà hôm nay chỉ có thế này thôi. Ông chủ chiều mày, chứ tao không đâu. Huh?
Được rồi, để xem mày nhịn đến bao giờ. Không ăn mà còn giữ làm gì chứ? Mít Đà, ăn cơm đi. Mày nhịn cả ngày hôm qua rồi còn gì? Nó gan thật, vẫn nhất định không chịu ăn. Tao tưởng mày chê cơm chan nước rau mãi. Con mít của ông, mày ở nhà ngoan không? Hả? Tôi đã dặn bà phải cho nó ăn phổi cơ mà. Bà cho nó ăn canh rau, sao mà nó ăn được chứ? Bà giỏi thật đấy. Tôi đi có mấy ngày, bà ở nhà dạy nó kiểu gì mà nó lại chịu ăn cơm chan nước rau thế? Thì tôi phải dạy nó chứ. Nó cũng khác gì người đâu. Cái gì có thì không biết quý, chỉ đến khi bị người khác lấy đi thì mới thấy tiếc, mới giành lại cho mình. Đơn giản thế thôi mà ông. Voi và lợn. Thật là bực mình. Có mấy lỗ chuột thôi mà làm ta không tài nào ngủ được với trận mưa đêm qua. Mà sửa nhà thế này mệt chết đi được. Ôi trời ơi, chuyện gì vậy? Cái cây chết tiệt, sao mày dám mọc ngang đường thế này? Chết này, chết này. Ôi cưng. Hả, cái gì thế? Trời ơi, anh lợn, anh làm nát hết cái nhà của tôi rồi. Nát rồi thì sao? Nếu vậy thì cô đi làm tổ khác đi. Khóc lóc cái gì? Ta cũng đau hết cả chân đây. Anh nói thế mà nghe được à? Cái con chim này. Chứ mày muốn ta phải làm tổ để đền mi à? Nhà của ta còn chưa xây lại được đây. Có biến đi không? Kẻo ta phạt trụi lông bây giờ. Thật là hống hách. Thật là một ngày xui xẻo. Mệt thân mà chẳng được việc gì ra hồn. Thôi ngủ một giấc đã rồi tính tiếp. Trời ơi, ai cả gan phá nhà của ta? Huy chết rồi, con gì mà to thế này mà mình lại quát nó? Nếu nó tức giận thì biết làm sao đây? Thành thật xin lỗi anh lợn, là tôi đi lại vô ý, cũng không ngờ tường nhà anh yếu quá nên đụng nhẹ cái đã đổ rồi. Thế này nhé, để tôi sửa nhà đền cho anh, phiền anh chờ một lúc. Cái này tôi làm nhanh lắm. Con này to xác mà nhát gan nhỉ. Có vẻ cũng hiền. Đã xin lỗi mình lại còn dựng lại nhà cho mình nữa. Con này đúng là một tay dựng nhà có hạn. Cứ nhìn cách nó làm đủ biết căn nhà chắc chắn thế nào. Hay là nhân cơ hội này, ta bắt nó làm cho một cái mới thật to đẹp. Cái nhà cũ bị dột và mục nát hết rồi. Nhà sửa xong rồi đó anh lợn. Bây giờ tôi xin phép đi có việc. Này đứng lại. Sao vậy anh? Mày làm thế mà coi được à? Mày tưởng bỏ đi được dễ dàng thế sao? Mày đổ nhà người ta, đóng qua loa mấy cái đinh rồi đỉnh chuồn à? Biết điều thì mau làm lại trả cho ta một ngôi nhà mới.
không ta sẽ cho một bài học. Đến lúc đó đừng có trách. Biết điều thế có phải hay hơn không? Cái gì thế? Cái gì? Hồi nay thì nhà mới này, nhà mới này. Mình thật không hiểu, lúc đầu nó có vẻ sợ mình, xin lỗi tử tế thế, sao giờ lại hành động thế này? Rõ là đáng đời. Ngươi làm sao biết được sự khác nhau giữa kẻ hèn nhát, vô học và người lịch sự, có giáo dục cơ chứ? Hỏi con lợn thô lỗ, hỗn láo kia. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.